25, 35. Ơi, nhiều bạn chưa lấy vợ đâu. Thì không hiểu là trong đời thường ấy, là nên nên lấy anh chồng về thì cái khâu tuyển anh chồng này phải rất cẩn thận, làm sao giữ được, đồng thời động viên cho nó học hành liên tục, không thì sẽ phải đẩy đến bước xa thải đấy. Nhưng quan trọng nhất của cô vợ ấy, là phải làm được cái vế này, động viên chú lên, động viên chú lên. Và bây giờ giả sử bạn giữ được anh thông minh, mà cái anh thông minh này bao giờ nó cũng có tật, cho nên nó có cái nghề giữ người tài này. Gặp cái anh thông minh thì bao giờ anh này nó cũng kèm theo cái tật, mà không biết chung sống với tật thì cái động viên này nó phải cao hơn rất nhiều. Đằng này đi gato người ta thì thua. Cho nên các bạn gái mà muốn lấy chồng chẳng hạn, muốn lấy thằng chồng tài thì phải có năng lực chung sống với cái tật của nó. Còn nếu giả sử không có năng lực đó thì tôi khuyên tuyệt đối đừng lấy thằng tài, bạn không sống được đâu. Thế đấy, cho nên ở đây hiệu suất làm việc của một nhân viên nó lệ thuộc bằng cái này.